Xin chào các bạn đến với trận chung kết trong mơ giữa team Quảng Ngãi gặp team Đà Nẵng kình 5.6 nha các bạn. Là Hiển và Hằng sẽ gặp bên kia là chị Đông và anh Bun đến từ team của Quảng Ngãi. Một trận chung kết trong mơ các bạn ơi. Và wow, quá khủng khiếp các bạn ơi. Và smart, và bay người smart của anh Hiển. Team của Quảng Ngãi là anh Bun và chị Đông. Team Đà Nẵng là anh Hiển và chị Hằng. Và drive rất khó chịu của anh Bun qua phần sân của chị Hằng. 4-1 rồi. Như vậy team Đà Nẵng xin tham ao ở điểm thứ 4. Để cho nó ở dưới bánh theo kiểu như qua. Bánh phiêu đi, bỏ đi. Mời các bạn quay lại với trận đấu. 4-1-2. Hay quá. Lốp rồi. Smart quá mạnh. Rồi. Và bao xăng của anh Hiển. Như vậy team Đà Nẵng đã giành lại quyền giao bóng. Hai bốn một. Hai bốn hai. Ngoài xong hết rồi. Còn quá đáng tiếc của chị Đông. Chị Đông là trùm drive nhưng mà cái đó không biết tại sao là anh chị đánh không qua lưới. 2-4-1. Bóng điều 1. Không qua lưới của chị Đông rồi. 5-4-1. Bóng xứng đáng 10 điểm cho hai đội. Quá tuyệt vời. Khán giả ở đây ủng hộ rất nhiệt tình cho hai đội nha các bạn. Hay quá các bạn ơi. Năm điều một. Ngoài xong hết rồi. Như vậy trọng tài đã xác định team của Quảng Ngãi là anh Bun đã đánh bóng khi lỗi kỹ thuật rồi các bạn. Hai
đánh rồi, em bỏ mà. Anh lỡ. Không chưa trả bàn đánh. Như vậy là những pha lỡ bóng của hai đội. Thì điểm số bây giờ là 5-2. Rồi. 6-5-2. Bao sân của anh Hiển nha các bạn. 7 năm rồi. Cách biệt đã 2 điểm rồi. Team Đà Nẵng gặp team Quảng Ngãi. Một trận chung kết 5.6 quá hay các bạn ơi. 7-5-2. Ngoài sân mất rồi. Tám điểm hai đội sẽ đổi sân đánh tiếp nha các bạn, vì thi đấu trận chung kết này thì 15 điểm tới. 8-5-2. Out rồi. Năm tám một. Và bay người vô lê của anh Hiển quá tốt các bạn ơi. 5-8-2. Hay quá chị Đông ơi. Vừa rồi là pha phòng thủ của chị Đông quá xuất sắc. 6-8-2. Quá các bạn ơi. Hai đội đại diện cho Đà Nẵng và Quảng Ngãi. Hay rồi. Trời ơi. 8-2. Su. 8-2 rồi. Một trận đấu quá hay, quá kịch tính, cho các bạn xem cho mình một like và một follow ạ. 8-2, chị Đông phát bóng. Hay rồi. Siêu phẩm rồi. Ôi trời ơi. Đổi giao bóng, 8-1. Quá căng thẳng. Quá căng thẳng các bạn ơi. Anh Bôn đã bực rồi các bạn ơi. Ngoài sân. 9-8 rồi. Đây là trình 5.6 thôi nha các bạn. Mà quá căng thẳng đi. Và quá hay, quá kịch tính. Hey!
981. Hay quá các bạn ơi. Quá đáng tiếc cho bóng vừa rồi của anh Bun. Mười tám hai. Mười một rồi. Và đánh bóng quá hiểm của anh Hiển. 11-8 là cách biệt bây giờ là 3 điểm. Thì trong trận chung kết trình 5.6 này thì thi đấu 15 điểm tới nha các bạn. 11-8-2. Quá xuất sắc. Thực ra team của Đà Nẵng đánh quá xuất sắc như thế này thì có vô địch cũng là xứng đáng các bạn ạ. 12-8. Mười ba tám hai. Trời ơi. Mười bốn tám rồi. Tám mười bốn một. Bao luôn, bao xăng luôn. Chín rồi. Xin chúc mừng
Team Đà Nẵng, anh Hiển và chị Hằng đã giành chức vô địch trong trình 5.6 nam nữ nha các bạn. Các bạn xem đừng quên cho mình một like và một follow ạ. Xin cảm ơn tất cả các bạn rất nhiều.